Thủ tướng Anh tuyên bố tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong thập kỷ tới, đồng thời cảnh báo châu Âu đứng trước bước ngoặt lớn, hàng loạt rủi ro chực chờ, trực tiếp đe dọa cuộc sống của người dân Anh, cũng như toàn châu Âu và thế giới rộng lớn hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải London đang bước vào thời tiên chiến hay không? Mang đối đầu Đông Tây vẫn bỏng rác, NATO sắp diễn tập sát cửa nhà, Nga lập tức cảnh báo rủi ro quân sự Trong khi đó chiến trường Đông Âu vẫn rực lửa, có phải nơi đây trở thành chốn vùi chôn hàng loạt vũ khí mà nato hết mực tự hào đáng chú ý nguồn vũ khí mỹ viện trợ sẽ sớm đổ về tiên tuyến ukraine phải chăng nga đã có cách ngăn chặn chưa hết có phải nga đã tung vũ khí hóa học để nắm trọn một ngôi làng ở donetsk lãnh thổ sứ bạch dương cũng không thể yên bình giữa vòng xoáy chiến sự loạt cơ sở năng lượng và nhiên liệu bùng cháy do uav ukraine tấn công xuất hiện tin không quân nga vô tình thả tên lửa cực lớn vào lãnh thổ biên giới còn tại Trung Đông, Hezbollah tuyên bố tung đoàn tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Israel. Điều gì khiến quân đội Israel cảnh báo người dân Bắc Gaza rời vùng chiến sự nguy hiểm? Tin tức khác, Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc với nhiều nhiệm vụ khó khăn. Ở cuối bản tin, trăng tròn tháng 4 sáng lực trên bầu trời Hoa Kỳ. Quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế, cập nhật những diễn biến nóng trên toàn cầu. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh vừa cảnh báo châu Âu đứng trước bước ngoặt lớn đối mặt vô số rủi ro giữa lúc cạnh tranh với bộ ba Nga, Iran, Trung Quốc. Những lo ngại gì khiến London gấp rút tăng chi tiêu quốc phòng và giống chuông cảnh báo khẩn như vậy? Sky News đưa tin, Thủ tướng Anh Liz Truss đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% trước năm 2030 khi ông cảnh báo các đồng minh châu Âu rằng lục địa đang đứng trước bước ngoặt đối mặt với các mối đe dọa gia tăng từ Nga, Iran và Trung Quốc. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thủ tướng Anh cho biết ông có kế hoạch tăng dần dần chi tiêu quốc phòng trước khi thập kỷ này kết thúc. Cụ thể, London sẽ nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 2,4% cho đến năm 2027-2028. Năm 2028 sau đó đạt đến 25% đến trước năm 2030, năm 2031. Theo đó ngân sách sẽ tăng từ khoảng 80 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 lên hơn 97 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028, sau đó đạt hơn 108 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, năm 2031. Chính phủ Anh chỉ ra cam kết trên thúc đẩy Luân Đôn bổ sung hơn 93 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng trong vòng 6 năm tới. Như vậy, Anh vẫn là nước chi tiêu quốc phòng lớn thứ hai trong khối NATO và chỉ xếp sau Mỹ. Nghị sĩ đảng lao động Stiglitz nói với Sky News rằng đảng của ông muốn đáp ứng cam kết của Thủ tướng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Thủ tướng Sunak đã hành động chậm chạp, đến lúc này mới xem trọng việc phòng vệ đất nước. Tuyên bố trong chuyến thăm Ba Lan mới đây, ông Sunak nói rằng khoản ngân sách bổ sung thể hiện ngân sách quốc phòng gia tăng ở mức lớn nhất của anh nhằm đối phó thách thức trong một thế giới ngày càng nguy hiểm. Ông hé lộ, anh sẽ bổ sung hàng chục tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới để đầu tư vào sản xuất đạn dược và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, ít nhất 5% ngân sách quốc phòng sẽ được chi cho nghiên cứu và phát triển quốc phòng. Thủ tướng Sunak nói một trục gồm các nước như Nga, Iran và Trung Quốc ngày càng xích lại gần nhau hạ thấp sự dân chủ và định hình lại trật tự thế giới. Họ cũng mạnh tay đầu tư vào quân đội và năng lực trong không gian mạng cũng như công nghệ giá rẻ như UAV tấn công sahét mà Iran phóng vào Israel cuối tuần trước. Ông nhận định. Nhà lãnh đạo lưu ý thêm điều này gây mối đe dọa trực tiếp cho cuộc sống của người dân Anh cũng như toàn châu Âu và thế giới rộng lớn hơn. Ông cũng nhấn mạnh châu Âu cần hành động nhiều hơn để đối phó với những mối đe dọa ngày càng tăng này. Khi được hỏi liệu Anh có bước vào thời kỳ tiền chiến hay không, Thủ tướng Anh nói: "Chúng ta cần công nhận rằng thế giới đang trở thành một nơi nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, ông lưu ý mối đe dọa từ những nước như Nga không có gì mới, chúng chỉ đến với tốc độ và mức độ khác nhau. Đó là lý do vì sao nước Anh cần đầu tư quốc phòng ngay bây giờ." Thủ tướng Sunak khẳng định nước Anh sẽ đối mặt với những mối đe dọa đó với sức mạnh và sự tự tin. Đề cập đến Ukraine, ông nói thêm các đồng minh đang đoàn kết chi tiêu quốc phòng trên khắp châu âu đang tăng lên nato có hai thành viên mới chúng ta đang có nguồn đầu tư đúng đắn nato mạnh mẽ liên minh của chúng ta cũng mạnh mẽ như vậy nga không thể thành công nhưng chúng ta không thể tự mãn và đó là lý do tôi muốn cảnh báo về tình hình nguy hiểm hiện nay ông nhấn mạnh cam kết của thủ tướng anh được đưa ra sau khi ông đối mặt nhiều lời kêu gọi gia tăng chi tiêu quốc phòng giữa nhiều mối đe dọa gia tăng từ các nước thù địch Hồi tháng trước, hai bộ trưởng đương nhiệm của Anh là Anne-Marie Trevelyan và Tom Tugendhat đã công khai kêu gọi chính phủ đầu tư cho quốc phòng với tốc độ nhanh hơn nhiều. Trung Quốc, Nga, Iran hiện chưa bình luận về phát biểu của thủ tướng Anh. Vào ngày 26 tháng 4, NATO dự kiến diễn tập quân sự ở Phần Lan, thành viên được liên minh kết nạp hồi năm ngoái. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, nói với Sputnik rằng động thái trên sẽ gia tăng rủi ro sẽ ra sự cố quân sự. Bà Zakharova chỉ trích, liên minh quân sự NATO tiếp tục khai phá tiềm năng quân sự ở một quốc gia trung lập và từng tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận nhằm gia tăng sự ổn định và an ninh, cuộc diễn tập gần biên giới Nga làm gia tăng rủi ro xảy ra sự cố quân sự. Nga đang theo dõi chặt chẽ những hành động khiêu khích của tập thể phương Tây, bà nhấn mạnh, không có gì nghi ngờ, Moscow sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết về chính trị, quân sự và kỹ thuật chống lại các mối đe dọa đối với đất nước của chúng tôi, bà Zakharova khẳng định. Liên quan xung đột Đông Âu, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Jong Il chịu trách nhiệm vấn đề Nga hôm 24 tháng 4 nói, mặt trận Ukraine từ lâu đã trở thành mồ chôn nhiều loại vũ khí mà Mỹ và NATO hết mực tự hào. Thông tin do hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải. Thứ trưởng Im Jong Il nói rằng, dự luật bổ sung gần 61 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ dành cho Ukraine chỉ là liều thuốc giúp Ukraine cảm thấy phấn khích trong chốc lát. Tổng thống Volodymyr Zelensky đang lo sợ khi quân đội Kiev ngày càng xa xúc trên chiến trường. Quan chức Triều Tiên cũng kêu gọi ông Zelensky diễn tròn vai của mình trong kịch bản phim mà Mỹ viết ra thay vì làm lãnh đạo một nước. Thứ trưởng Im Chong Il lưu ý thêm, tuyên bố tiếp tục chống Nga của ông Zelensky không khác gì sự bồng bột của nhân vật Don Quixote không biết rõ đối thủ của mình. Ông cũng nói rằng mọi nguồn viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine không thể ngăn đội quân và nhân dân Nga, những người đang nỗ lực vì một cuộc chiến công lý thiên liêng nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình. Khi áp hiện chưa bình luận về thông điệp của Thứ trưởng Triều Tiên, Thượng viện Mỹ tối 23 tháng 4 phê duyệt 4 dự luật viện trợ nước ngoài có tổng giá trị 95 tỷ đô la Mỹ với kết quả 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống. Động thái trên kết thúc nhiều tháng dự luật bị mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ do sự cản trở của các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện. Đây có thể là đợt viện trợ cuối cùng cho Ukraine trước khi Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống và lưỡng viện Quốc hội vào tháng 11. Trên mặt trận Nga-Ukraine ra sức bao mòn sinh lực đối phương. Kiev Independent hôm 24 tháng 4 dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết, trong những tuần tới, lực lượng Nga có thể tập trung nhắm vào cơ sở hạ tầng vận tải của Ukraine. Trong mùa xuân năm 2024, tranh thủ phương Tây chậm viện trợ khiến Ukraine thiếu đạn dược và hệ thống phòng không nghiêm trọng. Nga tăng cường phóng tên lửa và UAV vào mạng lưới năng lượng nước láng giềng. Các cuộc tấn công của Moscow không khiến mạng lưới năng lượng Ukraine sụp đổ, nhưng cũng phá hủy nhiều cơ sở quan trọng tại hàng loạt thành phố. Việc Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ an ninh trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ đồng nghĩa Ukraine sẽ sớm được gia tăng đáng kể năng lực phòng thủ. Viện nghiên cứu chiến tranh nói Ukraine đang đợi nguồn vũ khí mới, lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công để gây hư hại hạ tầng và cơ sở công nghiệp quốc phòng của đối phương nhiều nhất có thể. Theo ISW, Nga có thể thay đổi chiến thuật trong những tuần tới. Thay vì tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng, Nga có thể chuyển sang nhắm vào các mạng lưới vận tải để ngăn cản nguồn cung vũ khí của Mỹ đổ về tiền tuyến của Ukraine. Các nhà phân tích nói, các lực lượng Nga có thể thay đổi mục tiêu nhắm vào cơ sở hạ tầng vận tải hậu cần và cơ sở lưu trữ quân sự. Dự đoán trên được ISW đưa ra dựa trên tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào hôm 23 tháng 4 rằng Moscow sẽ tăng cường tấn công trung tâm hậu cần Ukraine và các cơ sở lưu trữ vũ khí. Kiev Independent lưu ý cuộc tấn công của Nga vào vùng Dnipropetrov hôm 19 tháng 4 nhắm vào ga đường sắt thành phố Dnipro đã đặt ra mối đe dọa mới cho cơ sở hạ tầng vận tải của Ukraine. Theo ISW, những đòn giáng gia tăng nhắm vào hệ thống vận tải có thể là một phần chiến lược cản trở công tác hậu cần và làm gián đoạn tuyến liên lạc. Quân đội Nga có thể kỳ vọng rằng hàng loạt nước cờ nói trên sẽ hạn chế khả năng triển khai quân và trang thiết bị của Ukraine ra khu vực tiền tuyến, đồng thời làm trì trệ nguồn hỗ trợ an ninh mới mà Mỹ sắp chuyển cho Kiev, Viện Nghiên cứu Chiến tranh đánh giá. Chưa dừng lại ở đó, ông Naza Volosin, phát ngôn viên nhóm tác chiến của vực Kortysia, tỉnh Zabolizhia, Ukraine, hôm 23 tháng 4 nói rằng lực lượng Nga đang triển khai vũ khí hóa học trong nỗ lực giành lấy làng Ochestin ở vùng Donetsk. Ochestin là một ngôi làng cách thành phố Chasiv Yar 50 km về phía nam. Chasiv Yar hiện là tâm điểm giao tranh khi quân đội Nga đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát thêm lãnh thổ tại Donetsk. Trong bài đăng trên Telegram. Ông Volosin nói quân đội Nga đang tung toàn bộ kho vũ khí, bao gồm chất độc hóa học, để tấn công các vị trí của lính Ukraine. Phát ngôn viên đồng thời thừa nhận tình hình mặt trận đang khó khăn. Ông Volosin không nêu rõ loại chất hóa học nào được Moscow tung ra mặt trận và chỉ cho biết từ khi xung đột bùng nổ đã ghi nhận hàng trăm trường hợp UAV Nga thả lựu đạn gây ngạt thở và hơi cay. Số lượng cuộc tấn công tương tự gia tăng trong năm 2024. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW hồi năm ngoái cho hay các đơn vị bộ binh hải quân Nga xác nhận đang dùng vũ khí hóa học, vốn bị quốc tế cấm theo Nghị định thư Geneva năm 1925. Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang nỗ lực giành cha xếp già trước ngày chiến thắng 9 tháng 5, ngày kỷ niệm chiến thắng hoàn toàn các nước đồng minh chống phát xít đối với Đức Quốc xã. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine SSO hôm 23 tháng 4 đăng video cho thấy phương tiện không người lái drone của họ phá hủy một xe tăng T-72 cùng nhiều thiết bị khác ở vùng Donetsk của Ukraine. Theo Newsweek, video được đặc nhiệm Ukraine đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X và Telegram. Đi kèm thông điệp, đơn vị quân đội Ukraine cũng tiêu diệt 11 binh sĩ Nga trong suốt cuộc tấn công. Thiết bị hạng nặng và 11 lính Nga bị tiêu diệt ở vùng Donetsk, lực lượng đặc nhiệm Ukraine công bố. Vùng Donetsk chứng kiến hàng loạt trận chiến căng thẳng trong những ngày gần đây. Viện nghiên cứu chiến tranh ISBU tuần qua cho biết lực lượng Nga tiếp tục tấn công thị trấn Chasivya nhưng không đạt tiến triển đáng kể. Trong bài đăng trên Telegram, phía Kiev cho biết họ triển khai thiết bị không người lái trang bị camera FPV trong cuộc tấn công. Ukraine cũng khẳng định phá hủy tổ hợp pháo tên lửa phòng không 2S6 Tunguska và một phương tiện chiến đấu bọc thép và xe tăng T-72 của Moscow. Newsweek chưa thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm ghi hình. Khi Airbus cho biết một xe tăng T-72 mới có giá khoảng 4 triệu đô la Mỹ tùy theo cấu hình, trong khi một chiếc T-72 cũ của Soviet có giá chỉ nửa triệu đô la Mỹ. lãnh thổ Nga cũng khó có thể bình yên giữa tâm bão chiến sự. Lửa dữ đã bùng phát ở loạt cơ sở năng lượng và nhiên liệu ở vùng Smoklin ở phía tây nước Nga sau khi Ukraine phóng UAV tấn công dữ dội. Ông Vasily Anokhin, thống đốc vùng, cho biết. Anaglabiya dẫn lời ông Anokhin, khu vực của chúng tôi lại bị UAV Ukraine tấn công, nhắm vào các cơ sở năng lượng và nhiên liệu dân sự, hỏa hoạn bùng phát ở Smoklin và Yaksevo. Tuy nhiên vẫn chưa rõ cụ thể những cơ sở nào bị bốc cháy, Ông Igor Atamonov, thống đốc vùng Lipetsk ở phía tây nam nước Nga nói rằng một UAV rơi xuống khu vực công nghiệp không có thương vong xảy ra. Reuters chưa thể xác minh độc lập các báo cáo. Ukraine chưa bình luận về vụ việc, nước này hiếm khi lên tiếng về các cuộc tấn công sâu trong nước Nga. Tuy nhiên, nhiều giới chức Ukraine nói rằng việc phá hủy các cơ sở hạ tầng giao thông, quân sự và năng lượng quan trọng của Nga sẽ làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Moscow nói chung. Đáng chú ý, Politico hôm 23 tháng 4 dẫn báo cáo của ETA, một kênh truyền thông độc lập cho biết, không quân Nga đã vô tình thả một tên lửa cực lớn vào lãnh thổ của mình hồi đầu tháng này. Quân đội Nga được cho là thường xuyên thả chất nổ xuống Ukraine từ trên không và thường thực hiện từ điểm phóng là các vùng biên giới như Belgorod. Đó có thể là lý do dẫn đến nhiều sự cố. Kênh truyền thông độc lập Nga Astra dẫn nguồn tin cho biết, không quân Nga tuần trước thả tên lửa S-59 trong vùng Begolov, cách biên giới với Ukraine 92 km. Quân đội đã phá hủy tên lửa ngay lập tức nên không gây thiệt hại nào, Astra lưu ý. Astra báo cáo chỉ trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, có ít nhất 21 quả bom phóng từ trên không bị máy bay Nga thả nhầm xuống lãnh thổ nước này hoặc các vùng lãnh thổ mà Moscow đã giành được từ Ukraine. Không có câu trả lời chính xác vì sao những sự cố này cứ tiếp diễn, phóng viên của Astra viết. Politico chưa thể xác minh thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa bình luận về báo cáo của Estra. Vào ngày 2 tháng 4, một anh tạc cơ Nga thả chất nổ xuống ga xe lửa ở Lubun, một thị trấn thuộc vùng Luhansk của Ukraine nhưng bị Moscow kiểm soát. Chưa có báo cáo cụ thể về số nạn nhân trong vụ việc, nhưng những người sống sót đã sơ tán và bị giữ lại. Ông Artem Lisohor, lãnh đạo chính quyền quân sự của Ukraine tại vùng Luhansk cho hay. Ngày 20 tháng 4 năm ngoái, một quả bom phóng từ trên không của Nga cũng rơi xuống trung tâm Begorod để lại một hố khổng lồ. Bộ Quốc phòng Nga khi đó nói rằng khi tiêm kích Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga bay qua thành phố Begorod đã xảy ra một vụ rơi đạn hàng không bất thường. Chảo lửa Trung Đông cũng sôi sụp không kém, Israel vẫn đang quay cuồng do các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn. Lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban tuyên bố vừa tấn công cơ sở quân sự của Tel Aviv ở phía bắc thành phố Akra, đánh dấu đòn giáng sâu nhất của nhóm này vào lãnh thổ Israel từ khi xung đột Gaza nổ ra. Quân đội Israel nói không rõ cơ sở nào của mình đã bị Hezbollah tấn công, nhưng vào ngày 23 tháng 4, họ tuyên bố đánh chặn hai mục tiêu trên không ở ngoài khơi bờ biển phía bắc Israel từ khi xung đột Gaza bùng nổ vào tháng 10 năm ngoái, Israel và Hezbollah liên tục đọ hỏa lực ăn miếng trả miếng, không kích và phóng tên lửa vào nhau. Tuy nhiên, đôi bên vẫn nỗ lực kiềm chế, ngăn xung đột lan rộng thành cuộc chiến toàn diện. Các đoàn gián vẫn tiếp diễn và bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể thổi bùng căng thẳng, lôi kéo nhiều nước trong khu vực lẫn các ông lớn trên thế giới bao gồm Mỹ vào vòng xoáy bạo lực. Hezbollah cho biết đó là đòn trả đũa sau khi Israel tấn công khiến một chiến binh thiệt mạng. Nhóm vũ trang còn công bố một hình ảnh vệ tinh cho thấy vị trí mà họ nhắm mục tiêu được khoanh đỏ, nơi này nằm giữa các thành phố Israel và Naaglija về phía bắc Israel. Đáp lại, quân đội Israel nói rằng các tiêm kích của họ đã nhắm vào loạt mục tiêu quân sự ở Aita Aysab và Plida, cũng như khu vực Makaba thuộc miền nam Liban. Vào đầu ngày 23 tháng 4, quân đội Tel Aviv cho biết các đoạn không kích của Israel khiến hai chiến binh Hezbollah thiệt mạng ở phía nam Liban. Hezbollah xác nhận danh tính của một trong hai chiến binh là Hussein Askel, nhưng không nêu thêm chi tiết. Một cuộc tấn công khác của Israel trước đó cũng khiến một chiến binh của lực lượng Gladwan, đơn vị của Hezbollah, thiệt mạng. Nhóm vũ trang này không lên tiếng xác nhận. Kể từ tháng 10, các cuộc tấn công của Israel đã khiến khoảng 270 chiến binh Hezbollah và khoảng 50 thường dân thiệt mạng các cuộc tấn công lốc khét và UAV của nhóm chiến binh khiến hàng chục lính Israel và nhiều dân thường thiệt mạng, hàng ngàn người dân ở biên giới Liban và Israel phải sơ tán. lực lượng phòng vệ Israel IDF đã ban hành cảnh báo đối với người dân ở những khu vực thuộc thành phố Beit Lahia phía bắc Gaza, chỉ vào loạt tòa nhà trong bản đồ về Gaza, IDF nói mọi người đang ở vùng chiến sự nguy hiểm. IDF sẽ hành động mạnh mẽ chống lại các cơ sở hạ tầng của những kẻ cực đoan và cả lực lượng chống đối trong khu vực. CNN hôm 24 tháng 4 cập nhật, IDF đã kêu gọi mọi người dân sơ tán và tiến về những khu vực trú ẩn ở phía tây và phía nam thành phố. Trước đó có bao nhiêu người nhận được cảnh báo do đường dây liên lạc ở phía bắc Gaza đang bị gián đoạn. Nhiều báo cáo về tình hình Gaza cho thấy các cuộc oanh tạc và không kích dữ dội ở phía bắc tiếp diễn và nhiều đòn tấn công mới diễn ra ở thành phố Zestul, miền trung Gaza. Ông Abu Obaida, phát ngôn viên nhánh quân sự lửa đoàn al của Hamas, vừa cam kết tiếp tục tấn công Israel. CNN lưu ý đây là lần đầu tiên người phát ngôn này xuất hiện sau hơn 6 tuần vắng bóng. CNN đưa tin hôm 24 tháng 4, trong một video, ông Obaida nói Hamas sẽ tiếp tục tấn công kẻ thù bằng những kỹ thuật khác nhau nếu họ tiếp tục hành động khiêu khích trên lãnh thổ của chúng tôi. Các chiến binh Hamas sẽ tiếp tục chống lại kẻ thù. Phát ngôn viên cũng ca ngợi cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào Israel hồi đầu tháng này, cho rằng quy mô và bản chất màn trả đũa đã tạo nên những nguyên tắc mới và khiến Israel phải bối rối với những tính toán của mình. Iran đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn, phóng hàng trăm UAV và tên lửa đáp trả sau khi tố Tel Aviv sang phẳng tòa lãnh sự của Tehran ở Syria. Quân đội Israel tuyên bố đánh chặn 99% trong số hơn 300 UAV và tên lửa mà Tehran phóng đi. Phát ngôn viên của Hamas cũng chỉ trích những hành động của Israel trong cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin. Ông cho rằng Israel đang thất hứa và cố câu giờ. Ngược lại, Mỹ và Israel chỉ trích Hamas đưa ra những yêu cầu vô lý khiến đàm phán bế tắc. Về nỗ lực tăng cường viện trợ cho Gaza, tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói rằng các tàu quân sự Mỹ đang ở khu vực địa Trung Hải sẵn sàng xây bến cảng tạm ở ngoài khơi Gaza ngay khi nhận lệnh. Theo CNN, ông Rader nói rằng Mỹ sẽ sớm bắt đầu xây dựng bến cảng, mọi thứ sẽ bắt đầu trong tương lai gần. Các quan chức đang rà soát danh sách và các bước thực thi, bao gồm an ninh trên đất liền, việc hợp tác với các đối tác hỗ trợ và vạch ra thời gian biểu tiến hành xây dựng. Ông Rader kỳ vọng bến cảng tạm sẽ hoạt động vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, quân đội đang nỗ lực đảm bảo đúng thời hạn. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết họ sẽ cung cấp nguồn viện trợ nhân đạo cho Gaza từ bến cảng này. Theo ông Rader, bến cảng tạm thời do Mỹ xây dựng cách bờ biển Gaza vài dặm và đón các tàu quân sự lẫn dân sự. Nguồn viện trợ mà các tàu chuyên chở sẽ được bốc dở sang tàu quân sự Mỹ để chuyển đến khu bãi bồi, nơi các xe tải do nhân viên tổ chức phi lợi nhuận điều phối chờ sẵn. Họ sẽ nhận nguồn viện trợ và phân phối cho người dân Gaza. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, Tổng thống Iran Abrahim Raisi đã thăm Sri Lanka hôm 24 tháng 4 trong nỗ lực thắt chặt quan hệ song phương, Reuters cho hay. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Iran đến thăm Sri Lanka kể từ tháng 4 năm 2008. Thời điểm lãnh đạo Iran là ông Mahmoud Ahmadinejad, công du quốc gia Nam Á này. Trong chuyến thăm của tổng thống Raisi lần này, hai nước sẽ ký 5 hiệp ước hoặc biên bản ghi nhớ, MOU. <laughs> Nikkei Asia đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Trung Quốc, bắt đầu từ hôm nay 24 tháng 4 trong nỗ lực kêu gọi bắc kinh ngưng hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của nga giữa lúc chiến sự ukraine vẫn bỏng rác ngoài ra quan hệ song phương mỹ trung có xu hướng ảm đạm cũng là vấn đề mà bộ trưởng quan tâm giữa lúc washington tăng cường các biện pháp trừng phạt và thế quan để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa trước các đối thủ trung quốc Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp gỡ các quan chức Trung Quốc tại Thượng Hải và Bắc Kinh. Lần cuối cùng ông Blinken thăm Bắc Kinh và gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là vào tháng 6 năm 2023. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết các chủ đề mà ông Blinken sẽ thảo luận bao gồm cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, tình hình chiến sự Nga-Ukraine, các vấn đề liên quan eo biển Đài Loan và Biển Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết ông Blinken cũng sẽ trình bày mối quan ngại sâu sắc với việc Trung Quốc hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. Washington thời gian qua cho rằng việc các doanh nghiệp Trung Quốc chuyển giao vật liệu và thành phần sản xuất vũ khí đang tiếp tay để Nga đẩy mạnh sản xuất quân sự. Đầu tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell phát biểu ở hội thảo tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ rằng trong vài tháng qua, Nga gần như tái thiết hoàn toàn về mặt quân sự nhờ Trung Quốc hỗ trợ. Ông Zesman, Cựu phó giám đốc bộ phận Trung Quốc tại Bộ Ngoại giao Canada nói với Nick Heiser rằng, ngăn chặn Trung Quốc hỗ trợ Nga sẽ là ưu tiên hàng đầu của Ngoại trưởng Mỹ Blinken. Tuy nhiên, ông lưu ý, Trung Quốc đã ngầm đồng ý rằng họ sẽ không bán vũ khí cho Nga. Đó vẫn là giới hạn mà họ không vượt qua. Ông Blinken cũng sẽ tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng ở Trung Đông sau các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa Israel và Iran. Ngoài ra, chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken diễn ra chưa đầy một tháng trước lễ nhậm chức của tân lãnh đạo Đài Loan lại thanh đức vào ngày 20 tháng 5, sự kiện khiến Bắc Kinh khó chịu. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trước lễ nhậm chức của ông Lại Thanh Đức, Mỹ mong muốn tránh thực hiện các hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng giữa các bên. Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông Blinken cũng sẽ thảo luận về lộ trình trong ba vấn đề chính đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí trong cuộc hội đàm vào tháng 11 năm 2023. Các nội dung bao gồm hợp tác về chống chất cấm, duy trì kênh liên lạc giữa quân đội hai nước và phát triển trí tuệ nhân tạo. Hồi đầu tháng 4, Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập đã điện đàm trong 105 phút, ngay trước khi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đến thăm Trung Quốc từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 4. Trong chuyến công du, bà Yellen nhấn mạnh mối đe dọa từ tình trạng dư thừa công suất công nghiệp Trung Quốc và nguy cơ nguồn sản phẩm giá rẻ của họ lan tràn toàn cầu. Ông Biden cũng nhắc lại lo ngại này và đề xuất tăng mức thuế với thép và nhôm Trung Quốc lên gấp 3 lần. Cố vấn kinh tế quốc gia La El Klanes đã thông báo rằng Mỹ đang chuẩn bị đối phó đợt tăng cường xuất khẩu của Trung Quốc, giữa lúc thị trường nội địa của nước này suy giảm, Washington cũng cảnh báo về khả năng Trung Quốc không thể phục hồi mức độ xuất khẩu như trước. Bắc Kinh tỏ ra không hài lòng trước những chỉ trích của Washington về năng lực công nghiệp của nước này, Trung Quốc cũng thất vọng với quan hệ song phương. Trong cuộc điện đàm với tổng thống Biden, ông Tập Cận Bình đã lưu ý rằng Mặc dù mối quan hệ đã bắt đầu ổn định kể từ hội nghị thượng đỉnh ở California, nhưng các yếu tố tiêu cực trong mối quan hệ cũng ngày càng gia tăng. Phía Mỹ đã áp dụng một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn sự phát triển thương mại và công nghệ của Trung Quốc, đồng thời bổ sung thêm nhiều thực thể Trung Quốc vào danh sách trừng phạt. Ông Tập Cận Bình nói, đây không phải là giảm rủi ro mà là tạo ra rủi ro. Chính quyền ông Biden đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Mỹ không có ý định tách rời khỏi Trung Quốc. Còn tại Ấn Độ, cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện bắt đầu từ ngày 19 tháng 4, đánh dấu cuộc bầu cử quốc gia lớn nhất thế giới với khoảng 970 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia. Để tránh nhầm lẫn, quá trình bỏ phiếu chia thành 7 giai đoạn khác nhau diễn ra tại các bang và khu vực. Dự kiến việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 6. Theo Nikkei Asia, không thể phủ nhận Ấn Độ là quốc gia đi đầu trong các nhóm nước đang phát triển. Cuộc bầu cử được kỳ vọng sẽ diễn ra một cách tự do và công bằng, không gây chia rẽ trong nước. Điều này sẽ làm nổi bật giá trị của nền dân chủ vốn đang suy yếu trên toàn cầu. Đảng Bharatiya Janata (BJP) dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi, người đã nắm quyền trong 10 năm qua hai nhiệm kỳ, đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao chính là yếu tố tạo ra động lực cho đảng cầm quyền. Ngân hàng thế giới cho biết tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2023 của Ấn Độ tăng 7,5%. Ông Modi tự hào tuyên bố Ấn Độ là nền dân chủ lớn nhất thế giới, nhưng theo Nikki Asia, trên thực tế, nhiệm kỳ của ông đánh dấu sự quản lý khắc khe. Đảng Bharatiya Janata đang cố gắng lôi kéo sự ủng hộ của tín đồ Hindu bằng nhiều cách. Luật công dân sửa đổi có hiệu lực từ tháng 3, bị chỉ trích là chống Hồi giáo vì không cấp quyền công dân cho người Hồi giáo chạy trốn sự đàn áp tôn giáo từ các nước láng giềng. Trong tháng 3, lãnh đạo đảng đối lập Am Admi còn bị bắt vì tội tham nhũng, gây làn sóng tranh cãi trước thêm bầu cử. Tại Úc, chính phủ nước này đang bất bình với mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk khi nền tảng này lan tràn video bạo lực. Phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia về vai trò của công nghệ đối với an ninh quốc gia, giám đốc tổ chức tình báo an ninh Úc, ông Mike Burgess tuyên bố, công nghệ không nằm ngoài pháp luật. Ông Burgess nhấn mạnh, các công ty mạng xã hội cần phải nỗ lực hợp tác mạnh mẽ hơn với chính phủ Úc. Tuyên bố của giám đốc Burgess được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Úc ngày càng bất bình với những nội dung mà nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk đăng tải. Tòa án liên bang của Úc đã ra quyết định tạm ngừng hiển thị đoạn video về một vụ tấn công mạnh bạo và một giám mục lan tràn trên nền tảng X. Công ty X và tỷ phú Elon Musk khẳng định tuân thủ yêu cầu và đã chặn hiển thị đoạn video với người dân Úc. Họ đồng thời tuyên bố sẽ kháng án. Theo Reuters, dù vậy, đến hôm nay 24 tháng 4, đoạn video vẫn xuất hiện trên nền tảng S ở Úc. Theo NHK World, chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu triển khai hệ thống cảnh báo hàng năm về nguy cơ mắc bệnh do nắng nóng. Hệ thống bao gồm thiết bị cảnh báo đột quỵ nhiệt đặc biệt giúp ứng phó nguy cơ nắng nóng gia tăng trong những tháng tới. Được phát triển bởi Bộ Môi trường và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, hệ thống này sẽ theo dõi chặt chẽ các chỉ số nhiệt bao gồm nhiệt độ và độ ẩm tại tất cả các điểm quan sát trên toàn quốc. Khi chỉ số nhiệt dự báo đạt 35 độ C hoặc cao hơn, cảnh báo đột quỵ do nhiệt đặc biệt sẽ được kích hoạt. Đây là một cấp độ cao hơn so với cảnh báo đột quỵ do nền nhiệt thông thường vốn được phát ra khi chỉ số dự đoán vượt quá 33 độ C. Mức cảnh báo mới này phản ánh thực tế đáng lo ngại về tác động tiêu cực của nắng nóng đối với sức khỏe con người, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các tỉnh, thành phố được đặt trong diện cảnh báo độc quỵ do nhiệt độ đặc biệt phải thực hiện các biện pháp triệt để, nhằm bảo vệ người dân khỏi nguy cơ say nắng. Các trường học, doanh nghiệp và đơn vị tổ chức sự kiện được yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống xe nắng nóng phù hợp, bao gồm điều chỉnh thời gian hoạt động, cung cấp nước uống đầy đủ và bố trí khu vực nghỉ ngơi mát mẻ. Nếu các biện pháp trên chưa đủ hiệu quả, các tổ chức này cần hủy các hoạt động thể thao, sự kiện và chuyển sang hình thức làm việc từ xa. Reuters cho biết, công ty công nghệ Trung Quốc Huawei Technology ngày 24 tháng 4 vừa giới thiệu một thương hiệu phần mềm mới dành cho lái xe thông minh. Ông Jin Yuxi, giám đốc điều hành đơn vị kinh doanh giải pháp ô tô thông minh IAS của Huawei, đã phát thảo những kế hoạch đề tham vọng của công ty trong một sự kiện trước thềm triển lãm ô tô Bắc Kinh. Thương hiệu mới Xiankun hướng tới việc cung cấp hệ thống tự lái toàn diện bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau như khung gầm lái, âm thanh và ghế lái. Theo ông Jin năm 2024 sẽ chứng kiến công nghệ lái xe thông minh được thương mại hóa hàng loạt. Dự đoán vào cuối năm nay, hơn 500.000 xe được trang bị hệ thống tự lái của công ty sẽ lưu thông trên đường. Hôm nay 24 tháng 4, cơ quan hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc CMSA đã tiết lộ các nhiệm vụ chính của sứ mệnh tàu vũ trụ thần châu 18. CCTV đưa tin cơ quan hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc CMSA cho biết thần châu 18 dự kiến cất cánh vào lúc 20 giờ 59 phút ngày 25 tháng 4 từ trung tâm phóng vệ tinh tử tuyền ở phía tây bắc Trung Quốc. Phó giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ của người lái Trung Quốc, ông Lin Si Quang đã thông báo với giới truyền thông về các nhiệm vụ chính của sứ mệnh thần châu 18. Ông cho biết sứ mệnh tàu vũ trụ có người lái thần châu 18 là sứ mệnh thứ ba trong giai đoạn ứng dụng và phát triển của trạm vũ trụ và là sứ mệnh thứ 32 của dự án hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc. Mục tiêu chính của sứ mệnh bao gồm hoàn thành bàn giao phi hành đoàn trên quỹ đạo với thần châu 17, tiến hành các thí nghiệm và thử nghiệm về khoa học và ứng dụng vũ trụ, lắp đặt thiết bị bảo vệ mảnh vỡ không gian, triển khai tàu ngoài vũ trụ về trọng tải và thiết bị và thực hiện các hoạt động giáo dục, thí nghiệm tải trọng của trạm vũ trụ. Từ đó, mục tiêu chính là cải thiện hiệu quả vận hành của trạm vũ trụ và tiếp tục phát huy lợi ích ứng dụng toàn diện, ông Liên Si Quang cho biết thêm. Phi hành đoàn tham gia sứ mệnh có người lái thần châu 18 bao gồm 3 phi hành gia Di Quang Phu, Li con và Li Quang Su. Trong đó phi hành gia Li Quang Phu là chỉ huy, phi hành đoàn thần châu 18 sẽ ở lại trạm vũ trụ trong khoảng 6 tháng. Tàu vũ trụ thần châu 18 đặt trên tên lửa đẩy Trường Chinh 2F đã được chuyển đến khu vực phóng vào ngày 17 tháng 4. Đội ngũ kỹ thuật đã kiểm tra chức năng và thử nghiệm đảm bảo tàu vũ trụ sẵn sàng trước khi phóng. Nguồn tin từ New York Post cho biết trăng tròn tháng 4 hay còn gọi là trăng hồng sẽ tạo khung cảnh tuyệt mỹ cho bộ trời đêm Hoa Kỳ từ tối ngày 23 tháng 4 và kéo dài đến cuối tuần này. Người dân ở bờ Đông Hoa Kỳ sẽ được đón trăng hồng sớm hơn ở bờ Tây. Trăng tròn tháng Tư được biết đến với nhiều cái tên như trăng hồng, trăng trứng, trăng cá, trăng cỏ mọc, tùy theo cách gọi của các nền văn hóa bản địa trên toàn thế giới. Lịch sử ghi nhận người Mỹ bản địa đã sử dụng những cái tên riêng cho trăng tròn từ rất lâu và trăng hồng được đặt theo tên loài hoa rêu hồng nở rộ vào mùa xuân, báo hiệu sự khởi đầu của một mùa mới. Tuy nhiên, để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của trăng hồng, người xem cần lựa chọn những nơi có bầu trời đêm quang đảng. Một số khu vực ở Đông Bắc Nam California và miền Nam Hoa Kỳ có thể bị mây che phủ, tuy nhiên những người ở các khu vực Ngũ Hồ, Thượng Bình Nguyên, Tây Nam và Đông Nam sẽ có thể ngắm trăng hồng một cách trọn vẹn nhất. Ngoài ra trăng tròn còn là thời điểm lý tưởng để người xem thỏa sức sáng tạo và săn những bức ảnh lung linh huyền ảo. Nhiều nhiếp ảnh gia trên thế giới đã ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng về trăng hồng với những biểu tượng nổi tiếng trên thế giới như tháp Eiffel hay tượng nữ thần tự do tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau